lâu lâu quay một cái clip. Hôm nay quay cái clip này để cho mọi người biết là em vẫn nhận order. Chào Nguyễn Bo em. Chào em. Em nhận order các loại giày dép. Tại vì nhà em là em không về số lượng mà là nhận order cho khách. Vì là mọi người thấy rồi đó. Đó. Nhà em á thì đây, ví dụ như đôi này. Đây đôi giày xịn nha. Lúc trước á, đó, lúc trước Atifan á thì chê đôi giày này của em là ở bẩn. Nhưng mà cái đôi này này nó là cái đôi đắt vì bẩn nha. Đó, đây đôi đắt vì bẩn. Ai tôi kể cho mấy bà nghe. Có nghĩa là lúc trước tôi mua đôi giày này 29 triệu mấy trăm á. Xong rồi đây mọi người, bây giờ tôi không biết làm sao này. À tôi đi nhậu xỉn. Đôi giày này 29 triệu 600 và luôn phải dặn người giúp việc là không được phép lau sạch những cái bẩn này của tôi. Đấy, ông Louis Trần ông làm nhục tôi. Thì bây giờ cái đôi này nó bị bung như thế này thì có đi được đâu. Mà bây giờ bảo tôi bỏ 29 triệu mấy trăm á. Lúc thì tôi mua 29 triệu 400 hay 600 thì không nhớ. Mà bảo tôi mua cái đôi giày này lại, tôi không có mua. Mà bảo bán một chiếc thì cũng không bán. Đó. Nhiều khi đây nên là tôi rất là tiếc cái đôi giày này. Các bác hiểu không? Đó. Khổ ghê vậy đó. Đó, lên với bà hiểu dùm. Đó, tôi mua cái đôi này 29 triệu mấy trăm mà xong bây giờ nó bị hư, mấy bà hiểu không? Nó bị, nó do tôi nhậu tôi đạp vào cái bàn mà. Tôi đạp vào cái bàn mà khi đi nhậu á, nó mới bung cái này rồi. Mà bây giờ kêu tôi mua cái đôi này á, tôi không biết sao tôi mua luôn đó mấy bà. Tại vì cái nết của tôi nó không muốn ai như người ta. Đó, nên tôi nói là cái clip này tôi nói với bà là nhà tôi ấy là tôi chỉ nhận order. Đấy, ví dụ như này không phải. Tôi tức tôi order đôi này rồi. Tôi order cái đôi này tôi mới đi một lần nào. Mà tôi order, tôi order hàng VIP nha. Tôi không order hàng thường. Đó, nó phải đẹp như một giấc mơ. Đây, nhìn đằng sau này, đó. Thấy không? Siêu đẹp, siêu đẹp. Đó. Nên là sau này ấy, bây giờ tôi không có tiền, tôi đi mua mấy đôi xịn làm gì, mấy chục triệu thôi. Cái dân nhậu như mình ấy, say gọi là như say cả chảy. Sau mua đôi giày mấy chục triệu ạ. Ôi trời ơi, đau cái cửa lồng ngực. Trời ơi, tôi muốn xỉu luôn mấy bà. Muốn sang chấn tâm lý nhá. Nên là thôi, tôi cứ mua mấy đôi loại một VIP layout này tôi đi. Êm đẹp y chang. Đó, tôi mua đôi này êm đẹp y chang đó. Chân tôi là 40 nha. Đây bà Uyển, tôi nói cho bà nghe, tôi tức lắm. Tôi bị hỏng cái đôi này mà do tôi đi nhậu, tôi đạp vào cái bàn kia chả nhẽ. Hay bây giờ tôi đi một chiếc bẩn một chiếc sạch. Hay giờ tôi đi một chiếc bẩn một chiếc sạch bà. Đó. Nên là bây giờ đấy, hôm trước tôi mua đôi này để tôi đi gọi là tôi đi nhậu đi nhiếc buổi tối cho nó xinh. Nên là chị nào á mà order ha. Hư quá chị Uyển, chị nào order thì chụp lại. Hay là các chị thích bất kỳ mẫu nào các chị chụp lại. Mà em nói lúc trước là em không order những cái hạo dòng thường. Đó, những cái dòng thường vài trăm ngàn là em không đi. Đó. Giày đem spa lại được các chị em. Nó bung cái này spa làm sao em? Em chị bị bung này, chị nhậu chị đạp chị bung này xịn mà chị bị bung mà bây giờ làm sao mà đem spa được? Spa được không? Có làm lại được không em? Spa người ta chỉ làm sạch thôi chứ người ta có làm lấy lại mình thịt được không em? Người ta có làm lấy lại được mình thịt được không em? Đây là miếng thịt của đôi giày mà miếng này nó nhậu say chị đạp nó bay ở đâu rồi? Nó vẫn spa được đó. Úi rồi thế à? Thế đi. Úi rồi đây này, nhậu này banh mẹ cái này ra từ khổ ghê vậy đó. Ôi mọi người comment dùm em cái chỗ rồi ơi. U là trời, sao tôi không live stream cái này trước hả rồi? Ôi trời ơi, Ninh Nung Ngân ơi, ôi trời ơi em ơi, sao em không? Ôi trời ơi, u là trời, sao mọi người không vào comment cái Facebook chồng tôi, cách lúc Tết chồng tôi về comment cái này. U là trời em ơi, trời ơi, mấy chục triệu của tôi. Ôi trời ơi, vẫn gần vào lưng.
vẫn gắn vào và lắp lại được. Em ơi, nhưng vấn đề là cái miếng đá nhau này này nó bị văng đi từ ngoài Hà Nội, chị giật ra chị vứt ngoài đường rồi. Làm lại được hết, chị thanh lý tôi làm lại rồi chị lại đeo đi nhau. Em ơi, đang uống sữa ông chúa giờ em muốn uống thêm vitamin E collagen. Dạ, chị sẽ uống 1 viên vitamin E, 4 viên collagen và 1 viên sữa ông chúa nha chị. Chào chị Trương Tuyết rồi, ôi các chị ơi, xe cái ai chị mình dùng em thì có làm được không? U là trời ơi, tôi nhưng mà mất rồi. À, sự tích tôi kể cho mấy bà nghe, chiến thần của cái này. Tôi kể cho bà nghe vì sao mà tôi bị bung cái miếng giày này. Đi nhậu, tự dưng con bèo bàn bên cạnh bay sang bàn tôi, bênh vực hay nói cái gì ấy, khi tôi đánh cái đứa nào á, nó lao vào, tôi đạp cho một đạp, tôi đạp nhầm vào cái bàn nó bung ra thôi. Mà nó cũng ngã sóng xoài mới mà. Tôi lên gối tôi đánh nó một trận vì cái tội can thiệp vào cái bàn nhậu của tôi. Trời thần thiên địa, ôi dồi ôi, ai có thể comment cái link xì ba nào có thể gặt gì tái chế cho tôi cái miếng này được không? Trời ơi là trời, u là trời. Đây, tôi đi cho mấy bà coi. Tôi mua đôi này, tôi kể cho bạn nghe này, hôm nay tôi mua cả đôi này. Nên mấy bà sau này hỏi tôi mua đôi này bao nhiêu tiền, tôi đâu có biết đâu. Đây, tôi mua cả đôi này, bỏ mẹ có vừa không trời. Tôi mua cả đôi này, thấy chưa? Không có thanh lý. Mua cả đôi này, tôi chết rồi, tự nhầm ông trời. U là trời. Một cú đạp chất lượng, ôi rồi phải chất lượng cho em. Mấy con bèo mà cứ đi vào can thiệp và chị đã chịu ánh cho thì tung mỏ. Chị đi nhậu mà chị ghét nhất đứa nào bàn khác vào can thiệp bàn chị. Đó, u là trời, đây tôi mua cả đôi này như mấy bà. Thấy chưa, tôi thích màu xanh lá nè. Tôi thích màu xanh lá nè, u là trời. Thôi, tôi kinh nghiệm rồi. Cái đôi này xịn mấy chục triệu, tôi đi nhậu mà tôi rón rén nhưng thôi ngu rồi. Bây giờ tôi mua đồ phất loại một cao cấp nhất tôi đi. Cũng ngon lạnh cành đào như ai luôn. Ui giời ơi, cái này. À, nó cho thêm một đôi dây thì đi vào cho mấy bà xem. Trời thần thiên địa. Đó. Tôi không có ngựa nha bà, mà là tôi thích cái màu xanh lá. Đó. U là trời. Đi giày mà không đi tất thì là đi chân đất còn hơn. Hôi chân. Đó. Nên là mấy bà thông cảm dùng tôi. Là sau này đừng có hỏi tôi bao nhiêu tiền tôi mua đồ phách không à. Đó. Mà mấy cái đôi trắng này là phải đi vào những cái ngày mà tôi không bị say rượu như mấy bà. Tôi say rượu say bia tôi đạp chỗ này đạp chỗ nọ. Ui giời ơi, u là trời. U là trời. U là trời. Nên là chị nào á, chị nào thích mua đôi nào á thì mọi người chụp cái số Zalo nhà em, thì mọi người lấy cái mẫu trên mạng, mọi người nhắn tin thì bên em check giá rồi bên em order cho mấy chị. Đó. Đôi này của tôi mua xong rồi đó, ok chưa? Và vẫn phải gọi là cho vào ni lông. Vì đôi màu trắng mọi người ạ. Đó. Đây, tôi lại mới mua một đôi Gucci nữa, là đôi gì đây thì không biết. Đó. Người ta đập hộp đồ hiệu, mình đập hộp đồ phất như đúng rồi. Đây. Ôi trời ơi, cái này là mua cho mẹ tôi. Bành Thị Tún. Đó, cái này mua cho mẹ tôi, Bành Thị Tún. U là trời. Này, mọi người thấy không? Tính đến cái chuyện mà đi mua đôi giày ấy, mà đôi giày mấy chục triệu, ví dụ như đôi giày mấy chục triệu xong mà đi nhậu đi nhiếc xong rồi say xỉn. Tôi xong rồi. À, chân mình 40, không phải chân mình 39, chân mẹ 39. Chân mình 40. Chân em 40 cơ chị ạ, chân mẹ em 39. Có khi nào bị không vừa không trời, u là trời. Ui giời ơi, chân 40, mẹ chân 39. Đó, thấy không? Đấy, mua đôi này cho bà Tún để bà Tún bà đi loăng quăng đâu, bà đi
đi mặc áo dài áo giếc bà đi gọi là đi chùa đi chiền đi đi miễu đi đầu ơn mấy bà đó. Ok chưa nào, xem đôi này nào. Ô là trời, cũng đập hộp như ai. Trời cũng đập hộp, u là trời. Ui rồi ôi, u là trời. Ui rồi ôi. Nó lấy nhầm đôi cho mình không? Mình nhớ mình đặt đôi này trắng đen, sao nó đặt trắng nâu. Ê, nó có bị nhầm không trời? U là trời, đây là đôi trắng nâu. Đừng tự dưng mà mấy cái đôi đồ fake này mắc nha. Chả nhớ mua cho mẹ chị giá sao đâu, chị có để tâm đâu mà. Thường thường nha, mấy cái đôi hàng VIP layout này nó cỡ vào 3 triệu, 3 triệu rưỡi là rẻ nhất. Đôi một đôi như thế này ấy, rẻ nhất là tầm 3 triệu rưỡi. Ví dụ như đôi này rất mắc này, đôi này mình đặt khá mắc, đôi này đặt 3 triệu rưỡi. Mà đồ đẹp, hàng đẹp nha các chị. Nói không với cái hàng xấu, nhìn này. Nhìn đôi giày này, không phải như mấy cái đồ trên mạng mà người ta bán mấy cái đồ xấu xấu đâu. Em đi đồ fake hay là em bán đồ fake cũng phải đồ đẹp. Nên là hôm nay clip này chỉ để muốn nói với mọi người này này, là ai thích đôi nào thì nhắn tin vào Zalo gửi cái hình, xong là bên em báo giá. Ưng là chuyển khoản tiền hết nha. Hoặc là ít nhất phải chuyển 50% tiền em mới. Chị lấy về chị, em không có ship code đâu mấy chị. Các chị thông cảm luôn. Em là em không có nhu cầu nha. Có Nike và LV đôi giày Trang cầm đang hot lắm, order trên thị trường khoảng 200 triệu rồi. Thôi, bảo tôi mua đôi này 200 triệu tôi chết cho vừa lòng. Một cái đôi này order cỡ khoảng 1 tháng về là nó rơi vào tầm 3 triệu rưỡi. Rẻ nhất tầm 3 triệu. Nhưng mà 3 triệu thì không được đôi này. Đôi này chắc chắn phải 3 triệu rưỡi. Còn đôi Gucci này cũng vậy. Hai cái đôi này là em order mắc, là em nhớ được giá hai đôi này là tầm 3 triệu rưỡi. Đẹp lắm. Em không bán được cái đồ xấu xấu đâu. Trời ơi, mấy cái đôi giày khác nhá, chỗ nó tư chỗ này không có được. Đi đồ phách ra đường cũng phải đẹp mấy ba ơi. Trời ơi, u là trời. Đó, đôi Nike màu xanh này thề luôn. Cái đôi này đi, mua xong mới thấy rằng là mình sai. Mua đôi này xong thấy mình sai. Bởi vì mình ở bẩn. Mà mình mua giày trắng mình ngu. Chả nhẽ phát luôn đôi này. Chả nhẽ bán luôn đôi này, trời thần thiên địa. Bởi nhận ra rằng là mình ở bẩn. Mọi người hiểu không? Ý chị nói order đồ fake à, là cái gì không hiểu. Cái đôi này em order 3 triệu rưỡi, xin 200 nghìn tiền công. Đùa chứ mấy cái này em mua để em xài. Chị nào mua thì phải nó tùy theo vào từng thời điểm. Có những lúc mà order biên nó cũng khó mọi người. Trời ơi đẹp như một giấc mơ. Đôi này tôi thấy ai đi ta? Hình như bà Mai Phương Thúy vừa đi đôi này. Cái này nó có trợ lực này. U là trời. Trời thần thiên địa. U là trời. U là trời. Đó. Nên là chị nào thích đôi nào, thích order, thì chụp hình là inbox bên em. Đó, cỡ nhanh nhất là tầm 19 ngày mới có. Còn trung bình là 30 ngày. Em chả hơi đâu mua mấy đôi giày xịn mấy chục triệu. Có đôi giày trăm mấy chục triệu thôi thôi. Em cứ thế này cho lành mấy chị. Em cứ thế này cho lành. Đây có đôi xịn đây. Mua giày xịn rồi, cũng có mua một vài đôi giày xịn rồi. Còn đâu xăng đan của em thì xịn không. Xăng đan của em là ông anh em mua bên Mỹ về gửi cho em. Em à, có chị nào à, em có một cái đồng hồ. Em có một cái đồng hồ nhé, được tặng sinh nhật. Bạn của em tặng, sorry Yến. Mình sorry bạn là bạn tặng mình chưa xài. Nhưng mà mình có ý định bán lại. Mình có ý định bán lại. Nên là có một cái đồng hồ xịn mà khá mắc. T-shirt thì rất nổi tiếng. Nhưng mà mình chưa bao giờ đeo, đến hôm qua dọn nhà mới thấy thôi. Để đi lấy chứ giờ. Mình có một cái t-shirt rất là đẹp. Đâu rồi? Ba cái t-shirt.
Không biết cái t-shirt gì đâu chờ. Không nhớ vứt đâu luôn. Chờ tí đi tìm. Có một cái đồng hồ này mình được tặng này. Giá là 350 đô. Cái đồng hồ này là đồng hồ mới, mình được tặng chưa bao giờ xài. T-shirt cái này hàng xịn nha. Đó, mình cũng mua t-shirt ngày xưa rồi mắc nha. Đó, đây. Mình có cái này mình chưa xài bao giờ. 3 giây lận. Bởi vì mọi người biết sao không? Cái này này 350 đồng. Đây này, giá nó vẫn ở trên này là 350 đô. 350 đô. Bạn mình mua tặng cho mình sinh nhật năm ngoái. Nhưng mình không có đeo, chưa bao giờ mở ra luôn. Hôm qua mình dọn nhà vì cái này mình kê để túi. Nên là hôm nay mới biết. Đây. Cái này nó sẽ có 3 cái dây. Đó. Chưa bao giờ đeo nha mọi người. Đó, bạn nào á, bạn nào mà các chị nào mà có con trai á, có con trai tầm lớp 10, lớp 11 đeo cái này đẹp. Nó là dây gọi là dây bằng vải, nhưng mà dạng là vải gọi là gì, thể thao à. Đó, nó có 3 màu. Thấy không? Màu xanh dương, màu trắng dọc xanh và màu này. Thì cái dây này này, họ sẽ thay như thế này này. Thì cái này là em được tặng, nên là tặng sinh nhật. Em chưa có đeo bao giờ. Vì là cái xì tai này là không phải xì tai của em. Mở như nào đây. Đó. Đây, cái dây này sẽ mở. À, hôm nay mới biết đây. Mở như thế này, đây thấy chưa. Nên là chị nào mua cái này em bán lại cho mấy chị nhé. Vì em không xài em sẽ bán lại. Đó, à đây. Tháo ra như vậy. Sau đó là lồng vào. Lồng vào như thế này. À, cái này thay được dây nha. Có nghĩa là em có rất nhiều đồ được tặng mà em không có xài như mấy chị. Chết mẹ, tháo ra biết đeo ông trời. Ê, tháo ra cái lồng vào ông trời, bà mẹ thiên địa. Bà mẹ tháo ra biết lồng vào giờ sao trời. Chết mẹ rồi, lồng sao giờ? Vừa lấy cái đồng hồ để đây. Bà mẹ thiên địa ơi. Đấy, mấy bà thì tôi khổ chưa? Đã bảo là không biết xài, sợ khỏe sờ. Thế này phải không? Đó. À rồi. Cái này đồng size đồng hồ 41. Đó, chị nào mua cái này em để lại cho mấy chị nha. Ủa, cũng thấy đẹp nha mấy bà. Ê, cũng thấy đẹp nha. Cũng thấy đẹp nha. Cái này hàng xịn nha mấy chị. 350 đô. Nhưng mà thực tế là vì em không phải là cái xì tai thể thao này. Size mặt đồng hồ này là size 41. Size 41 nha. Đó, thấy không? T-shirt. Đó. Cái này được tặng. Nên là có chị nào lấy thì em để lại cho nha. Thôi không tháo ra tháo vô nữa đâu, mệt lắm. Tháo ra tháo vô mệt, mấy chị hiểu không? Đó, mấy chị thông cảm. Nên chị nào lấy cái này em để lại cho. Bạn em mua 350 đô tặng cho em sinh nhật. Nó có 3 cái dây nha. Đó, có 3 cái dây này. Đó, em thì không có cơ hội để đeo. Tại vì là em không có đeo bao giờ. Bán lấy tiền thì uống bia. Khổ tôi ghê vậy đó.
Đó. Đúng là cái xịn nhỉ. Hàng chính hãng xịn nhỉ. Đó. Thấy chưa, cái này nó có một bộ bộ đồ lòng đây này. Đây là hộp hộp của nó này. Đó. Cái hộp của nó này. Đó, thấy không? Hộp giới thiệu đồng hồ của nó đây này. Đó. Nên là đấy, có cái đồng hồ này. Nói chung là em không có thời gian để sale quần áo của em. Em không có thời gian để sale quần áo của em. Để hôm nào em rảnh em đăng cái status. Sau đó là hay là hôm nào em like bán quần áo á, à, mặc rồi của em có chị nào mua không? Nhiều quần áo lắm. Bây giờ không có chỗ để luôn. Đó. Đây, ngày xưa cái đồng hồ T-shirt của tôi đây. Ngày xưa em cũng mua một cái đồng hồ T-shirt mà hàng limited nhé. Không biết vứt đâu à. Ngày xưa cũng mua một cái T-shirt đây. Cái này thì mọi người thấy ít người đeo lắm. Con T-shirt xịn này này. Miss 3 14 chế là cái gì? Cái này này là một cái T-shirt xịn. Đó. Mà lúc về Việt Nam ấy, tìm cái chỗ cắt cái dây cũng lâu luôn. Đó, đây. Đó, cái này là cái T-shirt xịn của mình nhá. Mình đeo phải đến cái này phải đeo chục năm rồi. 7 8 năm. Cái đồng hồ phải đeo 7 8 năm, đó. Đeo bây giờ không chạy nữa, chắc không biết là cơ hay pin. Không biết cơ hay pin luôn. Ngày xưa mình màu cam là mình rất thích màu cam. Đó. Em còn có một cái Burberry. Cái Burberry xịn này, trời ơi. Ê, có ai thích mua Burberry không? Tôi bán Burberry cho mấy bà, trời ơi, mua Burberry xịn đẹp như thế này. Cái Burberry này xịn này. Trời ơi, ta nói. Này, chục năm rồi này. Chục năm rồi vẫn xịn sò cỡ này. Cái này thì đẹp lắm. Thật sự ngày xưa mê đồng hồ. Mê đồng hồ cũng mua nhiều đồng hồ lắm mọi người ạ. À. Giờ, ơ kìa sao lại không thấy một cái. Đó, cái đẹp lắm. Cái này còn full hộp để đâu mất rồi. Ê, còn mấy cái đồng hồ nữa đâu nhỉ? Ê, em có mấy cái đồng hồ mà em để đâu? Trời thần thiên địa. Sao lại không thấy cái đồng hồ màu trắng kia nữa trời? Đó, cái siêu đẹp. Thôi giờ em đi tắm sắp đầu em đi Hà Nội đây. Để hôm nào em sale nha. Hôm nào em thanh lý em sẽ đăng hình ở một cái tớt. Em sẽ viết một cái tớt thanh lý. Sau đó em đăng hình. Em đăng hình rồi chị nào mua thì các chị chuyển khoản. Em không ship code bao giờ đâu như mấy chị. Nói chung là bán mấy cái đồ này á, mấy cái đồ mình dùng rồi ấy, là phải bán cho người quen. Và những người phải hiểu cái tính của mình. Nhà em đồ phách thì bao la. Nhưng mà đồ xịn là có. Nhưng mà em ít xài. Sao tự dưng không thấy cái đồng hồ màu đen đâu. Giờ em đi tắm sắp đồ ở đây. Quên. Nhờ đứa bạn nó order cái này về. Làm. Đó, mua đôi này. Đó. Thấy không? Mới mua đôi này. Đôi này thì xịn nha. Đôi này thì xịn. Tại vì muốn mua đôi này, một đôi xịn để đi đi bộ được nhiều khi đi châu Âu. Chị thanh lý túi với chị không có túi để thanh lý em. Tại vì từ ngày chị bán đồ phách chị không có mua đồ xịn nữa. Chị còn mấy cái bóc cầm tay LV, Chanel, Yves Saint Laurent đồ xịn cơ mà. Nhưng mà mấy cái đấy chị để lại làm kỷ niệm. Đó. Đúng rồi chị. Có một cái đôi bị mua chật. Đây này, có một cái đôi bị mua chật này. Đây này. Cái đôi này này. Đây mọi người nhìn nhá. Không làm gì có túi Chanel là mẹ chồng chị mua cho em. Túi Chanel là chị tự mua. Đây.
cái này này, đấy, thấy mọi người thấy không? Không đi mua từ năm ngoái, không đi nó đổ keo này. Nó đổ keo, nó còn, đấy, cái da nó còn bung ra đây này. Cái đôi Gucci này này, đấy. Mua cái đôi này bị chật chân, xong rồi là đi nó bị đổ keo ra, là do lâu không đi. Cái đôi này này, đây lâu không đi này, thấy không? Mọi người thấy không? Có nghĩa là, đó, mọi người nhìn thấy không? Nó đổ keo ra này. Người nào mà chân nhỏ hơn chân mình, người nào chân 38 đi đôi này được. Đôi này hơi bị xịn luôn mà đấy, thấy không? Chỉ vì không đi, để một năm mấy không đi. Không đi nó sẽ bị hư nha mấy chị người. Không đi nó sẽ ra keo. Đó, đây mọi người nhìn giày là biết này, không có đi. Đi đúng một lần, đi vào chân đúng một lần đi nhậu. Vì cái chân mình nó là size 40, 40 rưỡi. Nên là khi mình đi cái đôi này, mình order đôi này 39. Đó. Đẹp vô cùng đẹp. Cái đôi này này, chị nào mua em để đôi này cho các chị. Cái đôi này thì em để. Đó, là em phải nói rõ nhá. Cái đôi này này là do em không đi. Xong chân em chật quá, mỗi lần em đạp vào á, em muốn, em thích đôi này vô cùng. Chính vì cái đôi này bị chật, không đi được nên mới phải mua cái đôi này. Để mà đi du lịch, để đi bộ cho nó đỡ mọc chân. Đó. Tí nữa em sẽ quay clip cận kỹ đôi này, em up Facebook cho mấy chị. Chị nào lấy là phải ưng với cái kiểu của nó như vậy nhé. Em sẽ quay clip kỹ là chị nào lấy cái đôi này là chị đồng ý với cái điều kiện nó như vậy. Chán ghê vậy đó. Mua mấy triệu bạc, mua mấy triệu bạc mấy bà. Buồn ghê vậy đó. Thôi đi tắm bên sắp đầu. Bye bye cả nhà. Đó, mình chân 40 này các bạn. Mọi người thấy không? Các bạn order nhé. Thì đó, các bạn order đây. Nhà mình nhận order. Đó, nó sẽ tùy thuộc vào giá của biên vào thời điểm đó nhé. Chân mình hơi ghẻ, các bạn thông cảm. Wow, men u là trời.